cao hơn cái đó đó con trai. Mà mình lựa cái này một cái đi, cái đồ cũng bỏ qua một bên đi. Cái lùn giống cái này hả? Ừ, đây hả? Cũng đặc vậy. Mà cao hơn vậy. Tại ha, bây giờ con muốn lùn tại vì cái đó con chưa có thấy hình dung ra của cô ở nhà đó. Ở như đây nè con trai. Bây giờ cái này đâu? Mà đi mua chậu, quá trời chậu luôn rồi. Cái đó này. Cái đó con thấy chắc được. Lấy cái vậy? 2 đồng chứ gì. Cái này nó 104 rồi con. 104 hả? Từ một cái hả? Dạ. Ủa sao tiện vậy? Đúng rồi, tại cái mấy cái bèo này giá nó cao luôn. Cái đó bị thẹo rồi, đứng nó từ giờ thấy rồi. Đó, cái bìa này nó hay là bụi. Bây giờ sẵn nó bị dưới quẻ, bị chuyển hai cái đẹp đẹp, bây giờ tới luôn có mua nữa. Dạ. Lấy cây gà đi. Trong nhựa này. Hay trọng nhựa. Quá ta chậu luôn. Chậu đủ thứ chậu, đủ thứ kiểu chậu. Bình sạch tới đồ. Cây cái cảnh nè. Thôi để tôi vô tôi lựa chậu tiếp nha mọi người. Thúc video đây nè.